Hiện nay áp cao lạnh lục địa đang tăng cường yếu xuống phía Nam. Dự báo trong sáng hôm nay, do ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa phân tích trên nên ở Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 và cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 m biển động. Cảnh báo khoảng ngày 4 tháng 2, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường bổ sung nên ở Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc lại mạnh lên cấp 5 có lúc cấp 6 và cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 m biển động. Khu vực biển Đông bao gồm có vùng biển quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa. Vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Cà Mau, gió Đông Bắc sẽ mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Vùng biển Quảng Ngãi trong 24 giờ tới, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động, độ cao sóng từ 1,8 đến 2,5 mét.